Thưa quý vị, hội họa là bộ môn nghệ thuật được rất nhiều người yêu thích. Đến với vẽ tranh là một trong những cách để phần nào thể hiện chân thực hình ảnh và màu sắc của cuộc sống, những hiểu biết sâu sắc về cảm xúc cũng như giúp nhận thức đầy đủ hơn về bản thân. Trong những năm gần đây, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, các lớp học vẽ tranh xuất hiện ngày càng nhiều, trở thành những địa chỉ quen thuộc cho nhiều lứa tuổi, để người học có thể thỏa sức với đam mê, phát triển tài năng nghệ thuật hoặc là đơn giản là để giải tỏa những áp lực trong cuộc sống thường nhật. Những ngày hè tại các trung tâm dạy vẽ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, lúc nào cũng đông đúc rộn ràng các em thiếu nhi đến học vẽ tranh. Dù ở độ tuổi nào, các em cũng đều thể hiện sự đam mê trong từng nét vẽ, từng màu sắc. Lúc đầu con mới học thì con cũng không thích bộ môn này lắm. Nhưng sau khi con học lâu thì con thích bộ môn này. Tại bộ môn này khiến cho con vui vẻ hơn, khiến cho con hòa đồng với mấy bạn hơn. Vẽ thì nó giúp đầu óc nó... nó thông thả hơn, với lại con có nhiều bức tranh đẹp để khoe ba mẹ. Hội họa là một trong những môn học kích thích sự sáng tạo, giúp cho trẻ thể hiện suy nghĩ, cụ thể hóa những điều trẻ quan sát. Thường xuyên vẽ tranh giúp các em nâng cao nhận thức, thị giác phát triển, tạo thói quen học hỏi, vận động, tư duy về hình khối, màu sắc, sự liên kết của các chủ thể trong một không gian. Không phải bất cứ em nào cũng có năng khiếu và học vẽ để trở thành họa sĩ. Chỉ đơn giản các em đến với hội họa để có thể thỏa sức với đam mê sắc màu và có những hoạt động bổ ích trong dịp hè, thay vì thụ động với việc xem TV hay là chơi điện thoại. Mùa hè thì chị cũng có thời gian rảnh nên là muốn cho bé tham gia những cái lớp học vẽ như này. Và đây là một nơi mà chị nghĩ là rất là thích hợp với con chị, để nó tới nó chơi, nó phát triển về nghệ thuật, nó phát triển về làm quen với những cái màu sắc. Và thời gian rảnh thì mấy bạn tới đây cũng có thể giúp cho mấy bạn tránh xa những cái ở nhà thì rảnh thì hay coi điện thoại TV, thì tới đây thì mấy bạn sẽ được tham gia những cái hoạt động về phát triển về trí não nhiều hơn. Thì mình cho bé đến lớp học vẽ mặt trời nhỏ, đó là thứ nhất là mình muốn bé phát triển cái sự sáng tạo của mình, và muốn bé là có được một cái thời gian trải nghiệm cái có thể là một phát triển một năng khiếu mới, và tránh xa những cái điện thoại TV ra. Dạy vẽ cho các bé chính là nuôi dưỡng năng lực thẩm mỹ và tạo sự hứng thú sáng tạo. Cảm nhận và sáng tạo là hai yếu tố quan trọng nhất. Vì vậy, thầy cô giáo không phải chỉ cần có nghiệp vụ sư phạm, có năng lực nghề nghiệp tốt, mà còn phải tận tâm, kiên trì, yêu trẻ, tâm lý và luôn sáng tạo. Bộ môn này giúp cho các bạn có khả năng quan sát cũng như là tư duy và màu sắc đạt qua những bài vẽ của các con, cũng như là mở rộng ra các thế giới quan của con trong những bài vẽ. Các bạn thường ở lớp, các bạn thường tới đây thường khá rụt rè vì các con chưa từng thử qua bút vẽ hoặc là các những thứ liên quan về hội họa. Tuy nhiên sau một khoảng thời gian thì nhờ sự giúp đỡ của các thầy cô cũng như là các bạn ở trong lớp thì các bạn đã dần làm quen và cởi mở hơn và đi học rất là vui vẻ. Bên cạnh đối tượng thiếu nhi thì ngày nay rất nhiều bạn trẻ tìm đến hội họa. Có lẽ áp lực công việc, học tập khiến cho các bạn trẻ mệt mỏi, stress, và họ có thêm sự lựa chọn thư giãn mới là thử sức mình ở những lĩnh vực nghệ thuật như vẽ tranh. Lớp học cũng là sân chơi giúp cho các học viên tự tin với chính bản thân, chứ không đơn thuần đến đây chỉ để vẽ. Tuy không ít người còn e ngại vì nghĩ mình không có năng khiếu, nhưng khi đã bắt đầu cầm cọ, họ đã hiểu hơn về bản thân mình và dần dần đam mê với thế giới sắc màu. Đó là xuất phát từ cái việc mình thích học vẽ mà hồi trẻ mình chưa có được học cho nó đàng hoàng. Bây giờ chờ có thời gian hơn chút xíu thì vừa học vừa thỏa cái sở thích của mình và vừa giảm cái căng thẳng trong quá trình mình làm việc. Thư giãn sau giờ làm việc. Khi cầm cọ vẽ, đồng nghĩa với việc tâm trí hoàn toàn dành cho những nét vẽ. Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, biết một chút về năng khiếu nghệ thuật cũng là một điều thú vị. Đôi khi bản thân sẽ thấy yêu đời và trẻ trung hơn rất nhiều.
Quả thực sau một ngày làm việc căng thẳng, một tuần vật lộn với cuộc sống, nếu có nhu cầu giải tỏa đầu óc thì những lớp học vẽ như thế này là một lựa chọn lý tưởng, giúp cân bằng cuộc sống và đem lại nguồn năng lượng tích cực cho mọi người.